Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay chúng ta chia sẻ về cái bài luận về tam nghiệp. Thì tôi chia sẻ tới đâu thì là tới đó nha. Luận về tam nghiệp, sanh ra ở đời, có người giàu muốn hay giàu không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo có con người kêu bằng đạo nhân, và nó là con đường, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Kính thưa quý vị, cái tựa, cái bài tản văn này, cái bài văn xuôi này Đức Thầy viết, thì cái chữ luận về tam nghiệp cũng là do quý vị trong khi mà kết tập để cho cái tựa. Đức Thầy dạy là sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay giàu không, tức là tất cả mọi người trên trần gian này, không ngoại trừ một ai. Khi mà mỗi lần mà mình có cái thân mình đây đó, có cái thân người đây, giàu muốn hay giàu không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Có nghĩa là cái định luật này đó, mình muốn cũng không được, mà mình tránh cũng không khỏi. Và không phải giàu, không phân biệt giàu, nghèo, hay là nam, nữ, sang, hèn, cao, thấp. Tất cả mọi người, không loại trừ ai, đều phải chịu chung một cái định luật. Định luật đó gọi là định luật thiên nhiên. Cái đó là định luật thiên nhiên, tức là tự nhiên mà có thôi. Không có phải mà ai muốn mà được, hay là ai không tránh mà khỏi hết. Muốn tránh cũng không khỏi, mà muốn được cũng không được. Thành ra là bây giờ định luật đó là định luật gì? Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Cái luật đó nó đã quy định như này. Định tức là cố định, nó không thay đổi, không hề thay đổi đó. Nó gom lại, nói gọn lại chỉ có một chữ thôi, đó là chữ đạo. Và chúng ta biết đạo nó có cái nhiều nghĩa. Cái chữ đạo là một cái con đường, đạo nó là một cái tôn giáo chẳng hạn, rồi đạo cũng là cái phận sự, bổn phận của con người chẳng hạn. Nhưng mà ở đây Đức Thầy khẳng định là đạo của con người kêu bằng đạo nhân. Đức Thầy đang luận riêng về cái con người. Bây giờ chúng sanh thì có nhiều loại chúng sanh, người rồi thú nhiều lắm. Nhưng mà ở đây cái chúng sanh là nói về cái hạng người. Đức Thầy đang nói về cái loài người thôi, về cái thiên nhân thôi. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, tức là cái mỗi một cái con người chúng ta sống trong một cái định luật đó, một cái định luật mà thiên nhiên đó, không thể nào đi ra ngoài cái định luật đó. Mà cái tên gọi cái đó nó là đạo nhân, tức nhân là người, tức là đạo của một con người. Nếu là một con người thì phải đi theo con đường đó, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Cái câu này chúng ta nghe, nếu mà đọc một qua, một hời hợt qua, thì chúng ta không có thấy nó quan trọng. Mà chúng ta đọc cho kỹ rồi chúng ta mới có những cái mà chúng ta cần phải nói lắm. Đức Thầy khẳng định là nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Sống có nghĩa là gì? Là chết có nghĩa là gì? Và cái chỗ này đó, cũng như đọc lại rồi chúng ta thấy rằng chúng ta không dám bài bác những cái đức tin khác hay là tín ngưỡng khác. Nhưng mà bởi vì Đức Thầy gọi đây là một cái định luật thiên nhiên, không có ngoại trừ ai hết á. Cái tên gọi nó có khác nhau, nhưng mà con người nó vẫn là con người thôi, không thể nào mà ra khỏi cái con người này. Thành ra có những cái mà đức tin, có những cái tín ngưỡng mà nó không đi đúng theo cái con đường của con người này đó, thì coi chừng cái đó, nó sẽ là một cái con đường, đi theo con đường đó
mà Đức Thầy nói ra là đi mà bước đó là tức là bước trật. Là tại vì chữ đạo bổn phận của một con người, Đức Thầy sẽ vạch ra cái bổn phận của một con người phải làm gì, thì là đi theo cái đó thì nó mới đúng. Còn dầu bất cứ một người nào, một dân tộc nào, một cái giống dân nào đi nữa, nếu là con người mà đi trật cái đó thì là chết. Mà cái sống chết ở đây không phải là chỉ nói cái sống chết của cái thân xác tứ đại này, mà cái sống chết ở đây nó còn có mang một cái ý nghĩa cao hơn. Sống tức là mình được sống trở lại làm người, hoặc là mình được đi lên thăng tiến hơn, đi lên cõi trời, hoặc là thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, được giảng sanh hay là được chứng đắc giải thoát. Còn cái chết này không phải chỉ có cái chết xác thân rồi hết, mà nếu mà đi ngược lại cái con đường đạo, đạo nhân này, thì chẳng những chết xác thân rồi mà cái linh hồn nó cũng phải chết theo cái nghĩa của nó, tức là không còn làm cái hồn con người nữa, mà nó sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thành ra khi mà chúng ta đọc, suy nghĩ kỹ cái chỗ này thì chúng ta rất là sợ nếu mà chúng ta không làm đúng theo cái con đường đạo nhân này. Muốn làm tròn nhân đạo, Đức Thầy mới mở ra, mới giải nghĩa. Bây giờ như vậy thì chúng ta muốn sống để khỏi bị chết, cả linh hồn lẫn vật chất, linh hồn lẫn thể xác đó, thì chúng ta phải làm gì? Thì ở đây Đức Thầy dạy là muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân. Cái đầu tiên của một cái đạo làm người đó, đạo làm con người, thì chúng ta có bổn phận phải giữ vẹn tứ ân. Giữ vẹn tức là chúng ta phải làm tròn cái đó. Tại sao mà nó có cái tứ ân này? Là tại vì mình vừa sanh ra đời, mình không nói cái gì hết, thì là mình đã phải mang cái nợ này, cái ân này. Đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đó là bốn cái ân. Muốn hay không muốn chúng ta cũng phải thọ cái ân đó. Chúng ta có cái hình hài này là phải nhờ có cha mẹ, tinh huyết cha mẹ, rồi 9 tháng cưu mang của bà mẹ mới sanh mình ra khỏi, lọt lòng ra khỏi lòng mẹ. Vừa ra khỏi lòng mẹ thì là mẹ lo, cha lo, là nuôi sống cho mình, chạy chọt cho mình, là từng đi từng tí. Rồi trong thời gian mà mình còn bé nhỏ, còn đỏ hỏm đó, thì là mẹ phải chịu biết bao nhiêu cực khổ, mà chúng ta đã nhiều lần nghe được là 10 điều ân mà anh em đồng đạo đã nhiều lần chia sẻ rồi. Đó. Rồi lớn lên, cha, nghĩa là trong khi hồi nhỏ cũng vậy, là mẹ nằm đó thì cha phải chạy bươn chải đi mà kiếm tiền, hay là kiếm tiền về để mà nuôi con, nuôi mẹ mình. Bây giờ mẹ nằm chỗ thì phải nuôi mẹ mình và nuôi cả mình, rồi bú mom sữa, rồi bệnh hoạn thì phải có tiền thuốc, tiền thang, rồi mua tất cả những cái đó. Là người mẹ thì đã khổ với con rồi, bây giờ cha cũng phải quần quật chạy lo cho con. Tức đó là, rồi khi mà lớn chút xíu nữa thì phải lo cho ăn học, lo cho ăn học. Rồi khi mà mỗi lần ốm đau gì thì phải lo lắng, hoặc là con đi học đi xa thì nhớ con. Rồi lớn hơn chút nữa thì lo cho nó có gia thất, cho gia đình, cho nó ăn học để cho nó có nghề nghiệp để nó sinh sống. Rồi nếu mà nó mà thấy theo dõi từ ly từ tí cái tư tưởng của nó, coi cho để dạy cho nó được lớn khôn lên người. Cái đó thì là chúng ta thấy là cái ân cha mẹ từ hồi nhỏ cho tới ngay cả khi mà chúng ta 60 tuổi rồi mà cha mẹ còn thì vẫn luôn luôn lo lắng cho chúng ta. Nói tới đây chúng ta thấy rằng chẳng hạn như bây giờ những người ngồi trong room này, chúng ta có người thì tôi nghĩ là ít nhất cũng phải 30 tuổi rồi, 30, 40, 50, 60, 70, có thể là chẳng hạn như ông Hai Hồng Hát thì là đã trên 80 rồi. Có trong số những người mà
hai ba mươi tuổi cha mẹ còn sống thì không nói gì, có những người mà 60 tuổi rồi, có cháu nội cháu ngoại rồi, nhưng mà cha mẹ mình còn sanh tiền, cha mẹ mình còn sống thì vẫn lo lắng cho mình, trong khi mình là ông cụ bà cụ rồi đó, nhưng mà cha mẹ vẫn lo lắng cho mình. Thành ra cái ơn đó, ơn tổ tiên cha mẹ, tôi nói cái này nó mới cái một cái khía cạnh đó mình chia sẻ, mà nó đầy đủ thì nó trở thành là mình chỉ chia sẻ cái đề tài là ơn tổ tiên cha mẹ thôi, không có nói thêm được. Thành ra mỗi cái tôi chỉ phớt qua mà một cách rất là tổng quát vậy thôi đó. Để nói là tại sao mà cái câu mà Đức Thầy nói là đạo nhân mà nó là một con đường mà đi trúng thì sống mà bước trật tức chết. Ngoài cái ân tổ tiên ra rồi đó, thì bây giờ khi mà mình lớn lên, nhờ đâu mà mình lớn? Cha mẹ có tiền nuôi mình, nhưng mà nếu không có cái mảnh đất để cất nhà, không có những cái người mà trồng trọt, không có tất cả những cái phương tiện cây cối cây hoa trái này kia để, thì làm sao mà nuôi sống cho mình? Cái đó là đất nước này đã cho mình những cái thực phẩm, những cái phương tiện để cho mình đi, có xe mình đi học, mình có sách vở mình đi học, rồi có cơm để mà mình ăn, là có đủ thứ hết. Thành ra là rồi ngoài ra đó, chẳng hạn như giờ ở trên thế giới này thì lúc nào cũng vậy, con người thì giành giật chém giết nhau, nước này tranh giành nước nọ, thì ngoài chúng ta mà được sống ấm no ở nhà để được đi học đi hành đó, thì phải có những cái anh, những cái người mà người ta giữ có cái trách nhiệm để bảo vệ non sông đất nước của mình. Đó, họ đã hy sinh, họ đem cái thân mạng của họ ra để mà, trong khi chẳng hạn như mình nằm trong chăn êm nệm ấm, rồi có cha có mẹ bên mình, thì có những người người ta phải giữa bằng đêm bằng hôm gió rét người ta vẫn ở ngoài chiến trường, ở ngoài người ta canh gác để giữ an ninh trật tự cho mình được ấm no. Thì cái đó, những cái đó là những cái mà đất nước, những cái ân đất nước đó mình cũng phải đền. Xin lỗi, nó chạy trên mũi. Thành ra nó tóm lại là chúng ta muốn tròn cái nhân đạo thì phải giữ diện tứ ân, trước hết là ân tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Bốn cái ân này chúng ta phải hoàn thành, phải hành xử trọn vẹn, tức là chúng ta phải trả hết cái ân này. Tức là bây giờ muốn đền ơn cha mẹ, tức là mình hành xử tứ ân đó, đối với bốn cái ân đó đó, thì tổ tiên cha mẹ là tại vì mình thọ ân, bây giờ mình phải trả ơn lại cho mẹ, phải giữ vẹn tứ ân. Tức là mình phải biết hiếu thảo với cha mẹ ông bà của mình. Thì cái chuyện hiếu thảo đó, hiếu thảo cách nào, hiếu thảo tại thế gian, hiếu thảo xuất thế gian, thì đó là một cái bài chi tiết trong cái bài mà chữ hiếu. Rồi ngoài ra đối với đất nước thì mình, khi mình nhỏ thì có những người mà thay thế mình để bảo bọc mình, để lo gìn giữ an ninh trật tự cho mình. Khi lớn lên thì mình phải đóng góp với xã hội, mình đóng, không phải là chỉ mình ôm súng để mà ra chiến trường hay bảo vệ quê hương mới là ân đức nước. Mình ở phương cảnh diện khác, chẳng hạn mình là một học sinh còn nhỏ thì mình phải chăm lo học hành, rồi là thi đỗ thì thi đội mà thi cử thì mình phải đỗ đạt, rồi sau đó mình giàu giữ cái chức vụ gì trong cái xã hội thì mình phải làm tròn cái bổn phận đó của mình, thì đó cũng là mình hoàn thành cái ân đất nước của mình. Khi có giặc xâm lăng thì là mình không phải là chỉ có chiến sĩ mới là cái người mà bảo vệ quê hương đất nước. Người nông phu thì tận tụy cày cấy lo làm tốt cái công cuộc nông phu của mình. Cái người mà chẳng hạn như là cái người thợ chẳng hạn thì làm hết cái bổn phận người thợ của mình. Một cái người nhân viên văn phòng thì mình cũng phải siêng năng giải quyết tất cả những cái nhu cầu theo thủ tục hành chính. Tất cả những cái đó nó cũng đều là trả ơn đất nước hết. Rồi mình lớn lên, mình được nghe hay lời hay lẽ phải, đó là nhờ cái sự truyền tụng lại của ông bà cha mẹ mình đã đọc qua kinh qua sách mà để hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là xử thế tiếp vật, làm sao để cho người ta vui lòng, đừng có ai buồn phiền chẳng hạn. Thì những cái lời đó ở đâu có? Đó chính là lời Phật đã nói từ hơn 2.500 năm nay rồi.
500 năm nay rồi. Và cái lời Phật bây giờ mà chúng ta nghe được là nhờ có ơn của những cái vị chư tăng ngày xưa, những cái vị mà đệ tử của Phật từ đời này truyền đời này cho tới đời khác, cũng như là viết kinh viết sách để lại cho đời sau để chúng ta đọc, chúng ta biết mà chúng ta làm theo. Đó tức là ân tam bảo, tức là nhờ lời Phật dạy chúng ta biết, nhờ cái lời dạy của Phật chúng ta biết, và lời của những cái người nhắc lại cái lời của Phật để cho chúng ta biết. Cái đó là tam bảo mà chúng ta phải đền ơn. Mà muốn đền ơn tam bảo thì chúng ta phải, tức là lời dạy, giống như mình muốn báo hiếu cha mẹ dạy điều hay là phải mình làm theo. Đó là mình báo hiếu cha mẹ. Bây giờ mình muốn đền ơn tam bảo, muốn đền ơn Phật bảo, thì lời Phật dạy thế nào là chúng ta phải, Phật tu cách nào chúng ta dạy chúng ta tu theo cách đấy. Đức Phật hành xử cách nào, có hiếu như thế nào, hay là hy sinh cho tha nhân thế nào, chúng ta cũng hành theo những cái lời, những cái hành xử của Đức Phật. Pháp, đền ơn Pháp, Pháp bảo, khi mà những cái lời dạy của Phật dạy cách nào, chúng ta làm y theo, chúng ta đọc, chúng ta hiểu để rồi chúng ta hành. Rồi cũng như ông Tăng vậy, chẳng hạn như những vị Tăng, tức là những cái vị đại diện cho Phật nhắc lại, rồi nói lên những kinh kệ đó, thì luôn luôn chúng ta cũng phải đi, chúng ta hiểu, nghe được rồi, chúng ta cũng phải tiếp tục làm cái công tác là giống như những ông Tăng, mình truyền lại đi, mình nói lại những cái điều gì mà mình hay, mình biết để cho những cái người chung quanh mình nghe. À, cái đó là mình đã đền ơn tam bảo. Rồi tới cái ân đồng bào và nhân loại. Thì chung quanh mình đó, như tôi nói hồi nãy đó, cái xóm làng mình có cái gì mà, thí dụ bệnh hoạn ốm đau thì có những người chung quanh là người ta tới tiếp cứu, hay là món cây trái là những cái vật dụng chung quanh thì kia có cái gì thì những cái người chung quanh người ta tiếp, phải đồng bào của mình. Người thì đâu có một mình làm sao mà mình làm một thành cái chiếc áo được đâu. Người thì trồng bông vải, người thì kéo sợi, một cái người thì là bán vải, một người thì may, một cái người thì làm chỉ, một người đủ thứ hết, nhiều người mới làm thành cái áo đó. Thì mình khi mặc cái áo mình cũng phải nhớ ơn những cái người mà đã có công đó. Ăn một cái bữa cơm chúng ta cũng phải nhớ tới những, đâu có cái hộp cơm dễ đâu, phải là do có những người mà tay lắm chân bùn dầm xương dễ nắng bao nhiêu năm tháng mới có cái hộp gạo, rồi phải có những cái phương tiện nhà máy xây, rồi có người bán, rồi chúng ta mới là có thể ăn được cái hộp cơm đó. Chúng ta phải nhớ cái bác nông phu, những cái người đó, những người cày cấy đó. Thành ra những cái đó cũng là mình đền ơn rồi. Chẳng hạn như là người mình ở nông thôn, rồi cái mình muốn có cái radio mình nghe tin tức chẳng hạn, thì cái nước văn minh tiên tiến người ta nhập cảng vô, mặc dù mình có tiền, nhưng mình cũng phải nhớ ơn những cái người đó đã làm ra những cái phương tiện để cho mình. Chẳng hạn như bây giờ Phật pháp bây giờ mình được mà rao truyền khắp nơi, dễ dãi hơn hồi xưa. Hồi xưa muốn nghe được lời kinh tiếng kệ đâu có dễ dãi gì đâu. Chẳng hạn mình muốn gửi một cái quyển kinh từ đây cho tới gửi về bên Úc Châu cho cái ông Tăng Nhân Ngô này đó, thì gửi nè, đi đường tàu cả nửa tháng mới tới. Bây giờ thì là nhờ đồng bào và nhân loại này, nhờ nhân loại, nhờ những thế giới, những cái người mà những người bác học, những người mà người ta nghiên cứu, về người ta chế ra cái computer này, ngồi trên màn ảnh này nói cái thì ông Ngô nghe, ông Ngô nghe rồi. Đó, không cần phải bao nhiêu đi phải lặn lội rồi đi về mới không phải. Đó. Thành ra những cái đó tức là những cái mà chúng ta thừa hưởng, chúng ta hưởng thụ của bất cứ người nào thì chúng ta phải nhớ ơn. Đó nó gồm trong là ân đức tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Mà Đức Thầy nói đây là muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Nhân đạo, nếu mà mình làm tứ ân cũng chưa hoàn thành nhân đạo. Là tại vì tứ ân nó chỉ là mới có những cái ân nợ. Cái nợ, cái ơn này mình nợ do cái ơn. Mình thọ ơn mà mình mang nợ. Thọ ơn cha mẹ mình mới nợ mà ơn mà tổ tiên cha mẹ. Mình mà thọ cái ơn của cái đất nước này, cho nên là mình mới là phải trả ơn đất nước. Thọ tam bảo, thọ đồng bào nhân loại thì chúng ta phải trả. Đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho, bây giờ giống như bây giờ mình mới trả nợ này, nhưng mà cái nợ cũ của mình chưa có trả. Đó là cái gì? Đó chính là cái nghiệp nợ. Nợ này là cái nghiệp tiền trần của mình á, đời trước, nhiều đời trước của mình á,
mình mang cái nợ. Vì mình mang cái nợ đó, cái nghiệp đó, cho nên mình mới đầu thai làm con người. Thành ra khi mà làm con người, vừa sinh ra mình mang cái số nợ cũ. Chẳng hạn như bây giờ, hồi năm ngoái tôi thiếu tiền của ông Tăng Văn Ngô là 2.000 đồng, mà tôi cần kiểm chắc kêu là tôi trả ông rốt, tôi còn vẫn còn thiếu ông 1.000. Hết năm cũ. Bây giờ bước sang năm mới, vừa mới bị thiếu tiền không có, vừa ra tới cái thì là ông lại đưa cho tôi 4-5 cái gì nữa đó, thì cái đó là giống như cái ân đó, là cái ân mà ân nợ đó ha. Nhưng mà cái đó là mới thôi, còn cái nợ 1.000 hồi năm ngoái tôi chưa có trả. Thì chúng ta phải làm cách nào để cho chúng ta trả dứt cái đó, mà muốn được trả dứt cái đó đó thì chúng ta dứt khoát đừng có tạo thêm nợ nữa, tức là đừng tạo thêm cái nghiệp nữa. Mà muốn không tạo cái nghiệp nữa đó là Đức Thầy dạy chúng ta phải tránh tam nghiệp. Tại vì trong cái tam nghiệp này đó là nó là cái nguyên nhân để gây ra những cái nghiệp, cái nợ sau này nữa. Nếu mà chúng ta không tránh tam nghiệp là chúng ta tiếp tục chúng ta vay nợ nữa. Thì ở đây Đức Thầy muốn nói là cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ, là như vậy. Thì Đức Thầy phân ra mỗi người đều có 3 nghiệp chướng sau đây là thân nghiệp, tội lỗi do sát thân gây nên, gồm có sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp là do tội lỗi miệng lưỡi gây nên, có 4 điều là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Và ý nghiệp là tội lỗi do ý tưởng gây nên, gồm có tham, sân, si. 3 cái này. Nếu mà chúng ta không có tránh được 3 cái, bởi vì cái này là tránh á, tức là đừng có tạo ra, đừng có làm nó. Chẳng hạn như bây giờ sát sanh, đừng có sát sanh. Cái này tôi mới nói là tránh thôi nghe, tránh sát sanh. Sát sanh không có nghĩa là chỉ giết một người mới là sát sanh, mà là chúng ta giết sanh vật là sát sanh. Chắc là bữa nay là tôi xin nói vào cái sát sanh này, hết cái sát sanh này thì tôi thấy có đồng đạo Vĩnh Bình vô. Tôi xin nhờ đồng đạo Vĩnh Bình tiếp tôi nha. Sát sanh. Bây giờ chúng ta thử đọc lại cái sát sanh của Đức Thầy thử coi. Rồi chúng ta sẽ luận cái bài. Cái sát sanh này nó đặt đầu tiên. Thành ra là nếu mà mình mà làm được cái này thì mình cũng giống như mình trả được cái nợ cũng khá rồi. Con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả. Xong đến lúc khôn, đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạy với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm, những sự xấu xa hèn kém trở nên độc ác dữ dằn. Con người mới sinh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả. Cái này là mấy ông già rành lắm. Tam Tự Kinh có viết là nhân chi sơ, tánh bản thiện. Vừa sinh ra, cái đứa con nít sinh ra đó, thì theo đạo Nho đó, là nó có cái tánh nó lành. Là tại vì nó còn nhỏ, nó chưa có một cái ý thức gì tham lam hết trơn. Bởi vì trong, nếu mình tính ra trong cái thập nhị nhân duyên á, là có một cái ái đó, tham muốn đó, thì phải bắt đầu tạo lỗi nhiều. Còn ở đây thì là mới sinh ra nó chưa có biết, thành ra là mới sinh ra là hiền lành. Ít nhất là mình thấy ở bên ngoài đó, chứ bây giờ mình không có nói về cái bên trong. Bởi vì bên trong nó cái nghiệp đó bên trong nó chưa có lộ ra, thì điều thánh này đều là thấy còn nhỏ đều hiền lành cả. Xong đến lớn khôn phải ở chung chạy với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm, những sự xấu xa hèn kém trở nên độc ác dữ dằn. Thì cái câu kế của tâm, cái câu là nhân chi sơ tánh bản thiện, rồi cái tới thì tánh tương cận tập tương diễn. Tánh tương cận tức là mình sống với những người, cái tánh của mình nó bị ảnh hưởng bởi những cái người chung quanh đó, rồi mình tập theo những cái mà nó dần dần của mình xa rời cái tánh của mình, xa rời cái căn thiện. Lúc ban đầu bị mình ảnh hưởng mấy cái người này nè, nó thành ra là bị ảnh hưởng những người chung quanh, mà làm cho cái tánh nết của mình nó trở ô nhiễm, nhiễm những cái tánh chung quanh. Đây là một mà cái khi mà nói về cái tánh hiền lành mà ở gần chỗ nào thì nó gần thì đen, gần đèn thì sáng, nó nôm na như vậy.
thì chúng ta đều nhớ lại cái câu chuyện mà của bà Mạnh Mẫu. Nói một cách rất là ngắn gọn thì là bà Mạnh Mẫu đã dọn nhà đi nhiều nơi. Tới cái chỗ nào đó thì ông Mạnh Tử đó, ông thấy người ta làm cái gần cái chỗ xóm nào làm nghề gì thì ông làm theo nghề đấy. Ông thấy người ta làm nghề đâm heo thì ông cũng kiếm cái cách, ông dặn là kiếm đồ, ông tạo giống như con heo rồi ông lấy cái cây, ông cũng thọt cần cổ con heo. Rồi người ta gần cái, rồi bả giờ nhà đi lại gần cái xóm đó, người ta có các cái hàng, tức là hòm đó, bán hòm đó, thì người ta lại người ta khóc lóc, người ta mua cái, ổng cũng về, ổng lấy cây, lấy hộp, ổng làm, ổng cũng giống như người ta khóc lóc, bán hòm, bán rương đấy. Đó. Rồi cái thì là bả giờ đi nữa, bả kỳ này bả giờ thì gần cái trường học, thì thấy con nít người ta ôm sách đi học, vô trường đi học, thì ổng không, ổng nghèo quá, không có tiền sách đi học, ổng ra, ổng bẻ mấy cái lá chuối, ổng cũng bẻ ra, rồi cũng bẻ vuông vuông này kia, ổng cũng làm giống như cái quyển sách này. Người ta viết thì ông cũng viết, ông lấy cây đó, ông viết ở trên cái lá chuối hay là trên cát đó, viết chữ. Bà Mạnh Mẫu mới nói là chỗ này mới là chỗ ở của con ta. Cái này chúng ta kể như vậy để thấy rằng ở chỗ nào thì nó ảnh hưởng. Mà quả thật vậy quý vị, dầu mình mà bây giờ mình thí nghiệm đi, mình thí dụ đi, bây giờ con của mình hồi xưa đó mình ở cái xóm đó là cái xóm đạo đức chẳng hạn, mình có một đứa con. Đứa con đó nó lên chừng 5 tuổi. Rồi thì mình có một cái đứa con mới sanh ra. Thì đùng lúc đó mình lại di chuyển, có cái chuyện gì mình di chuyển nhà. Di chuyển nhà về trong cái xóm đó, cái xóm cờ bạc, cái xóm rượu chè nhậu nhẹt chẳng hạn. Thì cái thằng 5 tuổi này nè, thì nó vẫn còn giữ được cái tính nết này. Hoặc là nó có ô nhiễm, nó cũng lớn lớn rồi thì nó hiểu biết thì nó không bị nhiễm. Còn cái thằng 1-2 tuổi này lớn lên nè, thế nào cũng đi theo cái nghề cờ bạc hay là cái nghề nhậu nhẹt chắc chắn đó. Thành ra cái đó là cái mà rất là rõ ràng. Thành ra Đức Thầy mới nói là đây là cái tánh của con người, nó gần chỗ nào thì nó nhiễm chỗ đó. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hềm, vì háo thắng. Đức Thầy kể ra một lô những cái nguyên nhân để tạo ra những cái việc mà sát sanh. Thì trong đó có gì? Tiền bạc, giành giật với nhau, chia nhau không đều, giết. Sắc đẹp, An Lộc Sơn nổi dậy đánh Đường Minh Hoàng, sắc đẹp. Rồi Lữ Bố giết Đổng Trác, sắc đẹp. Rồi Trụ Dương, tất cả những cái người mà Hồ Hỷ Mỹ, rồi tất cả những người đó là vì sắc đẹp mà những ông vua này trở thành là những ông bạo chúa hết. Thành ra là những rồi cái lợi danh quyền thế, lợi danh quyền thế, những cái lợi danh này thì nhiều lắm. Chúng ta thấy bây giờ xã hội nào cũng có này đó. Họ giết hại lẫn nhau để họ giành giữ cái chức quyền. Và nhất cái là những cái mà quyền thế, lợi danh đó, cái đó là cái gì? Là giữa nước này. Nếu mà những cái tánh này đó, những cái nguyên nhân này mà ở trong nhà thì gây cái tác hại ở trong nhà. Ở một xóm thì một xóm. Còn nếu mà nó lan tràn ra thì nước này với nước khác, cũng vì những cái nguyên nhân mà lợi lạc cá nhân này cơ, quyền lợi tiền bạc rồi tranh giành ảnh hưởng kia là giết chóc lẫn nhau. Thành ra cái đó là những nghĩa là họ giết nhau vì sự lợi ích của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Cái này là chúng Đức Thầy nói là rất là bạch văn, là rất là rõ ràng. Họ giết nhau vì sự lợi ích của một người. Một người thì chúng ta thấy thường nhỉ, cướp bóc nhau vì muốn giành giật tiền bạc của người đó, giết người. Gặp một cái người đàn bà mà đi một mình, giết người để giật đôi bông. Cái này tôi chưa có nói tới cái vụ mà giật dây chuyền đó. Dây chuyền thì chưa, không có sao. Chẳng hạn như là đối cái đó là giữa người và người thôi. Rồi ngay cả một đứa cháu ngoại thấy bà ngoại mình đeo có cái khâu, trưa ngoại bà ngoại mình ngủ, giết bà ngoại để lấy cái khâu vàng. Không thể tưởng tượng được cái xã hội của mình, quý vị ơi. Rồi cái đó là một người vì một người. Rồi của một nhóm người, đảng phái này giết đảng phái kia, băng đảng này giết băng đảng nọ, rồi họ này giết họ kia,
Rồi lớn hơn nữa là tôn giáo này với tôn giáo kia. Bây giờ thì cái này nó là lan tràn trên thế giới rồi. Với cái tình trạng mà của những cái anh mà Hồi giáo mà là cực đoan này quá mệt rồi. Của đẳng cấp xã hội của một quốc gia thì cái này là chiến tranh lan tràn hết trơn, ai cũng biết rồi. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Vì cái lòng ham muốn của họ, vì lòng tham lam, muốn tiêu diệt tất cả mọi người để chỉ có một mình là đứng trên lên trên hết trơn, mà không ngại giết tất cả. Lịch sử cận đại mình cũng có quý vị ơi, mà trong đó chúng ta cũng là dính líu là những nạn nhân. Rồi Đức Thầy mới nói chi tiết hơn nè. Đây là những gì sắc đẹp hay những cái gì mà tiền bạc gì lợi danh nè. Tại Trào Nội, tức là trong vua đó, đối với quê mình, đối với trong triều đình đó. Sự mà vua coi bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi sánh vua như kẻ địch thù. Bị ngày xưa đó, ông vua đó, ông nghĩ ông dùng, ông thường thường ông mấy ông xưng ngôi là hoàng đế hay là thiên tử, tức là con ông trời, cho nên mấy ông quan niệm rằng cái thời quân chủ chuyên chế đó, ông vua, tiếng nói ông vua là phải tuyệt đối thi hành. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông vua mà xử chết ai đó mà cái người đó không chịu chết đó là người đó không có trung. Quý vị chứ đạo thánh hiền nhiều khi có nhiều cái cũng trật lắc rồi, quý vị thấy không? Nó đâu công bằng đâu. Tới có những cái chẳng hạn, thành ra cái đó mình có thể nói là có những cái mà nó là khuôn vàng thước ngọc của cái thời điểm nào đó, nhưng mà hoặc là từ cái không gian nào đó thì trúng, nhưng mà cái đó mà đem cái chỗ khác hay thời đại khác, cái không gian thời gian chỗ khác là nhiều khi nó không có trúng đâu, không có trúng đâu. Giống như là nói cái này thì mấy ông đàn ông khoái quá, cái nếu mà sống được cái chế độ này hoài mà là mấy ông nho giáo mà chủ trương cái này hoài, mấy ông đã gì đâu á, là trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng, hoặc là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Cái gia sản ông đó chẳng hạn như ông già đó, ông tỷ phú mênh mang buồn, ông có 10 đứa con gái, có đứa con trai thôi. Thì là cái tài sản mà tiền bạc của ông mênh mang buồn, ông tỷ phú đó, ông chết đó, chỉ có thằng con trai ông hưởng thôi, 10 đứa con gái là ăn cơm nguội nhà ngoài đó. Nữ nhân ngoại tộc mà, nữ sanh ngoại tộc là như vậy, sanh con gái là cái đó ở ngoài chứ không ở trong gia đình. Đó. Những cái đó chúng ta thấy là bất công vô lối vô cùng. Đó. Rồi chẳng hạn như một cái người đàn ông thì có quyền có năm thê bảy thiếp, có bao nhiêu vợ cũng được. Rồi chỉ còn con gái thì là chỉ có một chồng là đương nhiên rồi, chồng mà còn sống thì một chồng đương nhiên rồi, mà chồng chết cũng không được tái giá nữa. Phu tử tùng tử, đó. Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, mà phu tử tùng tử. Cái người con gái hồi đó rất là thiệt thòi. Hồ lớn hồ nhỏ đó, ở trong nhà đó thì nghe lời cha mẹ, người cha. Rồi khi xuất gia đó, xuất giá thì theo lệnh chồng. Chồng nói sao nghe vậy, phục tòng chồng. Rồi chồng chết rồi đó thì đi theo con. Chứ không có quyền được mà tái giá vậy đó. Cái đó, những cái đó là mình thấy rõ ràng là những cái rất là bất công. Thì Đức Thầy nhắc đây những cái mà vua bày tôi coi tôi như cỏ rác là như vậy đó. Ông vua ông nghĩ ông quyền hạn lớn lắm. Rồi bầy tôi sánh vua như thể địch thù. Coi vậy chứ luân lý chứ mà làm qua mà quất ức quá cũng thù chứ cũng ghét chứ. Chứ cái đâu phải là làm thinh đâu. Đã làm nguyên nhân cho biết bao cuộc tương tàn tương sát. Đó. Rồi Đức Thầy dẫn chứng về cái câu chuyện này nè. Ngoài Lê Thứ thì con giết mẹ cha tớ, hại chủ trò giết thầy, chồng vợ giết nhau để huynh sâu xé. Thật ra cái này mà hồi xưa nếu mà lúc mà Đức Thầy mới khai sáng đạo 1939 á, mặc dầu lúc đó cái dân trí của mình nó ít, nó thấp, tuy nhiên những cái hiện tượng này nó ít có xảy ra, không có nhiều lắm đâu. Tại vì người ta vẫn còn sống trong cái tinh thần của Khổng Mạnh, cái tinh thần luân lý, tam can ngũ thường, cho nên người ta vẫn tôn trọng. Nhưng mà sau này đó, cái dân trí nó càng cao, nó văn minh nó càng lớn, càng mạnh, nhưng mà người ta lại bị
người ta càng tệ hơn. Là tại vì những cái hiện tượng mà giết hại lẫn nhau là con giết mẹ cha. Nếu quý vị nào mà chịu khó cái này, tôi không phải là riêng chỉ cái không phải tôi nói xấu nước mình, nhưng mà nó đầy dẫy bây giờ, ngày nào cũng thấy có tin này hết á. Chồng vợ giết nhau là để huynh vô sâu xé rồi tới hại chủ, trò giết thầy tùm lum hết, đầy hết. Đó là tại vì cái thời nó là cái đó chính là cái gì, chính là cái mà đạo lý suy đồi chỗ đó, đạo lý suy đồi, nó thành ra nó bị người ta không có nghe được cái đạo đức, là dễ đi vào những con đường xấu này. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại không ngoài các lý do đã kể trên, đó là người đối với người. Thì thật ra cái lời Đức Thầy dạy này chúng ta đọc qua là hiểu liền, chứ không còn cái gì mà nói thêm không. Thì bây giờ mình thấy là người đối với người mà còn vậy nhé. Rồi bây giờ đó là người đối với người, nội trong cái sáu cái chữ này đó, đó là người đối với người, là chúng ta đã thấy cái ý nghĩa cái sau cái câu này là gì. Như vậy thì đối với vật nó còn không ra gì nữa, người đối với thuốc cầm sanh vật còn tàn nhẫn gấp mấy nữa. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì sự mê tín dị đoan, vì sự vui thích. Họ giết thú vật vì miếng ăn, cái này là ai cũng thấy rõ ràng vậy không? À, câu cá là để ăn cá, à, rồi giết giết bò là để ăn thịt, giết gà là để ăn thịt, đi săn là bắn những con chồn, những con nai, những con mèo, tất cả những con đó là để ăn thịt. Người ta bắn chim là để ăn thịt. À, tất cả những cái đó là giết thú vật vì miếng ăn. Rồi ngoài cái sự vì ăn mà người ta giết vật, bây giờ vì sự dị đoan mê tín. Đây là một cái tệ trạng của xã hội. Đây là cái điều rất là tai hại. Mê tín tức là tín ngưỡng một cách mê muội, tức là tin mà tin nó gọi là cái bị vô minh, chứ không phải cái không phải là chánh tín, mà nó là mê tín. Tin một cách mê muội. À, là tại vì mê tín là gì? Hồi xưa nói à, bây giờ đó là à, mình à, con bệnh này kia cái phải cúng cô cúng cậu, rồi một 12 mũ bà, 13 đức thầy gì lấy cúng cái con gà con vịt con này kia đủ thứ hết, để mà à, cho cô được cứu thiên quyền nữ này kia, mấy bà đó để mà mẹ sanh mẹ độ này kia, để cho con cứng cáp mạnh giỏi này kia, hoặc là đau yếu cũng vậy, hay là cầu tài gì cũng cúng. Cái đó là cả một sự mê tín dị đoan. Mà Phật giáo hảo, Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo hảo, cái điều cốt lõi nhất, đầu tiên nhất là Đức Thầy phá cái mê tín dị đoan đó. Chúng ta phải thấy cái tinh thần đại thừa, tinh thần mà vô vi của Phật Pháp, của Phật giáo hảo ở cái điểm chói sáng nhất, cái điểm đó. Trong khi đó cũng là cái đạo Phật của chúng ta, còn chung đạo Phật. Mà những cái tệ trạng mà chẳng hạn đốt giấy tiền vàng bạc, hay là cúng à, cúng con này con kia, cúng heo cúng vịt này, những cái tế thần này kia, nó vẫn còn. Đó là những cái mê tín dị đoan, quá mê tín dị đoan luôn. Giống như cái câu chuyện mà hôm trước tôi có kể quý vị nghe, cái câu chuyện mà ông trưởng giả, ổng là chết, ổng là ông trưởng giả, nhưng mà ổng có cái tâm rất là hiền. Ổng làm bố thí, thì ổng trước khi ổng chết, ổng dặn thằng con của ổng, ổng nói là ba chết là ba tới số ba chết, thì các con nó cứ đi theo cái con đường của ba, là phải ăn chay, phải niệm Phật, và cha chết đó, những cái tang lễ của cha phải làm theo cái lễ chay, đừng có bao giờ làm cái món mặn. À, các con phải nghe lời của cha dạy, đừng có làm cái món mặn. Dặn đi dặn lại rồi thì thằng con nó nghe, làm lễ chay, đầu tiên làm đám ma thì cũng làm chay, cũng thất 1, thất 2, thất 3, thất 4, thất 5, thất 6, làm chay hết. Tới thứ bảy là tới thất thứ bảy là thất chót, mà nhà thì giàu, nhà trưởng giả giàu lắm, triệu phú tỷ phú, mà chơi thì ông này ông nọ, hàng xóm toàn là dân có máu mặt không, mà ăn chay thì mấy cái ông mà quan lớn đó đâu quan chay đâu, tiệc tùng lại thì phải nhậu nhẹt, phải bò heo gà đủ thứ hết. Cho nên là lễ làm cái từng thất này làm cho thật linh đình, để mời những cái sáu cái trước mình không mời, bây giờ mời để cho mình tỏ ra là mình có hiếu, là một cái thứ hai nữa là mình khoe cái sự giàu sang của mình. Làm nào là gà heo rồi cả bò
đập đầu bò để làm bò để mà ăn nữa, nhiều món. Rồi dưới kia, ông cũng chuẩn bị, ông đi đi đầu thai, nhưng mà ông không được đi. Là tại vì mà ông Diêm Chúa ông nói là giờ thay vì bữa nay ông đi đầu thai này, nhưng mà cái ông không được. Bây giờ bởi vì trên này đó, vì ông mà con ông nó sát sanh nhiều quá, bây giờ cái tội ông, cái nghiệp ông bị lây nè, cái cộng nghiệp của ông nặng quá. Mà sát sanh vậy thì theo mà bỏ phân lượng cân vô là nó chìm ngấm xuống, nó không có nổi lên, ông không đi đầu thai liền. Được cái cảnh giới lành được, nếu đi là ông đi đi xuống dưới á. Ông mới năn nỉ, làm ơn cho tôi cái ân huệ là cho tôi được lên trên trần một lần, để mà tôi nói cho con tôi nó biết, chứ cái này tôi chết rồi tôi có biểu nó đâu mà bắt tôi chịu tội. Cái cộng nghiệp này thì quan cho tôi quá. Thì ông Diêm Chúa ông cũng nể tình cho ông lên, thì cho ông nhập vào cái thằng nhỏ con nít ở lối xóm đó. Nhỏ đi lang bang lại cầm cái bó cỏ đi kế bên, tới chỗ con bò mới đập đầu máu chảy, con mắt còn mở trao tráo đó, máu cổ nó, máu trên đầu nó mới đập đầu nó còn chảy ràng ràng ra. Cứ đưa cái cỏ vô con miệng con bò, nó dạch dạch miệng, ăn đi bò. Ban đầu mấy người ta không để ý, nhưng mà sau đó thằng con của ông trưởng giả đi ngang, thấy thằng nhỏ cứ dạch dạch đưa bó cỏ vô cho con bò ăn hoài. Cái con trưởng giả mới nói: "Ê nhỏ, bộ mày khùng hả? Con bò người ta đập đầu chết ngắt rồi mà mày còn lấy bó cỏ mà nhét làm sao nó chết rồi sao nó ăn được? Bộ mày khùng hay sao mà mày cho nó ăn?" Thằng nhỏ nó đứng dậy, nó nói: "Con bò này nó mới chết, nó còn nóng, còn mở con mắt mà tôi cho nó ăn. Ông nó không phải tôi mà tao. Tao cho đút bó cỏ, tao kêu nó ăn, mày nói nó chết rồi nó ăn không được. Nó mới chết ăn không được. Cha mày chết là 49 ngày rồi, mà mày đập đầu bò, đập đầu heo, đã cắt cổ gà, cổ vịt để mà mình cho cha mày ăn, cúng cha mày ăn, cha mày có ăn không? Sao bây giờ là mày khùng hay tao khùng?" Cái ông con trưởng giả mới giật mình, mới hỏi: "Mày là ai nữa? Mày là con ai mà mày nói vậy nữa?" "Tao là cha của mày, tao là ông trưởng giả này. Tại vì mày mà bữa nay thay vì tao đi được để mà đầu thai lên cái cảnh giới lành nè, mà vì mày bữa nay mày sát sanh là tao phải cộng nghiệp với mày. Cho nên tao lên đó, tao xin phép lên đây để tao nói cho mày biết. Nếu mày còn nghĩ tới tao thì mày phải dẹp hết tất cả những cái này, sám hối đi. Đem những bộ đồ ăn này nó bố thí tất cho những cái người mà người ta đói nghèo, người ta không có ăn, nó cho người ta ăn đi. Rồi từ đây sắp tới mày phải cúng, nếu mày nhớ tới tao mày cúng đồ chay, chứ mày đừng cúng đồ mặn. Bởi vì mày giết, mày nhân cái ngày cái tao chết mà mày làm, tức là tao bị cộng nghiệp với mày. Đừng có làm cái đó nữa." Thằng con mới là quỳ xuống lại rồi khóc lóc rồi đi nguyện là sám hối tha thứ. Thì chừng đó ổng mới về, ổng mới được hưởng cái cảnh giới lành. Chúng ta thấy những có những cái mà khi mà lại thậm chí giờ này mà vẫn có những có người nghĩ rằng mình cúng cái đó là ông bà cha mẹ của mình về ăn. Mình cúng cái đó là ông thần ông thánh về ăn. Đức thầy đã nói là những cái người mà ăn đồ cúng kiến đó là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta, là tại cái đó là tai hại nhiễu hại ta, tức là không có lợi cho mình. Đức thầy cấm. Chứ Đức thầy đâu có cho mà cúng kiến cái kiểu đó nữa đâu. Thành ra chính vì vậy, chúng ta nếu là giống như là chúng ta nếu mà nói là học Phật tu nhân, Đức thầy mình tu Phật, ông Phật dạy gì mình làm theo nấy, ông Phật hành gì mình làm nấy. Bây giờ mình là một tín đồ mà Đức thầy dạy như vậy mà mình không làm theo, mình còn tròn là một tín đồ hay không? Đó. Thành ra những cái sự dị đoan mê tín này đó, chúng ta phải dứt bỏ. Là tại vì nếu mà chúng ta còn làm theo, chúng ta là không còn chánh tín nữa, mà chúng ta là mê tín, chúng ta tin một cách mù mờ, mê muội, mà cái đó là cái con đường mà hồi nãy Đức thầy dạy đã đi trật tất chết, cái đó là đi trật đó. Bởi vì mình cúng kiến là mình nhớ ơn ông bà cha mẹ của mình, hiếu thảo mình nhắc nhở lại cái ngày nhớ lại ông bà cha mẹ mình, để mà mình báo hiếu, để mình nhớ lại cái công đức của cha mẹ mình dạy cái gì, mình thiếu sót cái gì để mình làm theo, để mà mình làm cho rạng tở tâm, rạng rỡ tâm môn chẳng hạn. Còn anh này nhân cái ngày cha mẹ chết là mình đem cái đó, mình đem cái tội mình gán cho cha mẹ mình, là con người con bất hiếu, chứ mình đâu phải là người con có hiếu nữa. Đó. Cái đó là
cúng kiến trong giết sanh vật mà trong những cái ngày lễ cúng kiến đó là một trọng tội, không thể mà chính nào chấp nhận được. À, rồi đi tới một cái nữa là thú vật được bị giết vì sự vui thích. Cái này hồi xưa tôi có bị nè. Nói thiệt là vui thích là cái gì? Nhiều khi cái này không biết cỡ mấy cái ông lính hồi xưa ông nào cũng dính đấy đó. À, nhậu chút xíu xỉn xỉn rồi cái thấy là lấy cái súng ra thấy chim đó, đường đậu trên mấy cái cành cây cao 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 bắn cái chách chẳng hạn. Mà hồi đó cái súng đó nó bắn ngay lắm, nó cạc pin mà nó bo cái đạn rồi nó lấy bớt cái thuốc nổ đã, nó không có kêu lớn mà nó đi rất là ngay, bắn một cái rớt liền, bắn một cái rớt liền thôi. Thành ra cái đó nhiều khi bắn mà đâu có ăn đâu, bắn vui chơi chẳng hạn gì xí tàu mà đi hô bo mà chạy vòng vòng thấy ngang cái chỗ mấy cái sông của mình ở miền Tây của mình hay có những cái gọi là đóng chà đó, thì là thường thường mình chạy vòng 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 chẳng hạn từ Tân Châu mà từ ở trong cái kinh mà từ ở bên Châu Đốc đi qua kinh, có cái kinh mà đi ngang chợ Tân An rồi đi qua Tân Châu á, ôi ơi mấy cái chòm trà nó nhiều lắm, rồi cái có mấy con chim én chim sẻ nó đậu đó, rồi cái đương chạy ngang cái rút cái súng ra bắn bóc trúng, đâu có trở lại lượm đâu, rớt rồi bỏ, đó là bắn vì sự vui thích. Cái đó là cái mà nó tội không thể tưởng tượng được. À, cái đó là xin sám hối thôi. À, đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sanh vật như gà vịt heo để nuôi thân sống. Cái chỗ này đó, à, Đức Thầy mình đọc thêm câu nữa đi. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sanh vật gà vịt heo để nuôi sống, để nuôi thân sống, nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân, thú vật sanh ra đặng nuôi con người mà giết nó một cách quá đáng. Đây, cái chỗ này đó, chứ khi mà chúng ta đọc cái chỗ này chúng ta mới thấy là cái tùy duyên quá độ của Đức Thầy. Chính cái này là người ta thường thường người ta nói là một cái giáo lý mà muốn được cho nó phát triển thì phải có hai cái điều kiện là khế lý và khế cơ. Cái một có mối đạo nào cũng vậy, mà muốn phát triển thì phải có kèm theo hai điều kiện. Thứ nhất là khế lý, thứ hai là phải khế cơ. Khế lý là luôn luôn phải giữ cái chân lý, cái cốt lõi của cái đạo đó không thể xa rời. Còn cái khế cơ đó là tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy dân mà tùy phong hóa dân sanh phù hợp đó. Đức Thầy muốn nói cái câu đó đó mà mình giáo hóa người ta, để mà mình chẳng hạn như chay 4 bữa ấy là quy tắc của Đức Thầy, nó cũng nằm trong cái tùy duyên đó. Ở cái căn cơ trình độ của những người đang học cái lớp này là lớp chưa vô lớp 1 nữa, mà mình đưa ra đi vô cái chữ lớp này là phải học cái lớp nhất nha, thì toàn là làm toán, là làm toán đố, tức là phải qua cái cộng trừ nhân chia, phải biết là qua làm toán đố, phải biết làm luận văn, phải viết đích tê, phải viết autograph, những hàng gì chia tay chẳng hạn, thì làm sao mấy người mà chưa học vô lớp nào sao lên được. Thành ra là bây giờ phải dùng vô cái chỗ lớp này trước nè, viết chữ người, bây giờ viết đồ chứ viết gì trước cho quý vị đồ theo A, B, C, D, E, F chẳng hạn, viết rồi từ từ rồi qua tháng sau lên rồi ráp dần lại. À, tăng văn ngô là T, A, văn anh V, A, N, ngô, N, G, O chẳng hạn, mình ráp như vậy. Thì mình đừng có nói là thẳng hậu mình ở trên lớp nhất mình nhìn xuống đấy. Tại sao mà cái chữ ngô đọc ngô đi, tại sao mà còn đánh anh N, G, O, ngô này kia này, nó mất công vậy hả? Chê người ta thấp, nhưng mà không ngờ là không có cái thấp này thì sẽ không có cái cao kia đâu. Nhưng mà phải tùy duyên để người ta đưa vô cái lớp học. Thành ra 4 bữa ấy là quy tắc, đó là những cái người mà sơ cơ. Chứ Đức Thầy không hề dạy người tín đồ Phật giáo là chỉ ăn 4 ngày hay 8 ngày hay là 10 ngày mà đi rốt ráo là phải trường chay. Cái đó là cái rất là tốt. Cũng như là mẫu chuyện chung quanh Đức Thầy cũng có nói cái điều này. Ông kia ông cứ đọc cái câu chay 4 bữa ấy là quy tắc. Ông nọ ông nói bây giờ tôi nói thiệt danh tôi muốn ăn chay trường mà tôi không biết là tôi có nên ăn. Ông kia ông cứ nói không ạ. Anh Đức Thầy dạy chay 4 bữa ấy là quy tắc thôi, mà anh ăn vậy là anh sai lời Đức Thầy là anh tội. Thì ông này ông có mắm mứt hoài. Ông mới nghĩ ông nói là có dịp nào gặp Đức Thầy để ông hỏi. Thì
Thì cái bữa đó ông đi xuống Bạc Liêu, Đức Thầy ngủ trưa. Thì hai ông mới đi vô thì gặp cái người cận gia hầu cận, Đức Thầy còn ngồi ở ngoài, Đức Thầy nằm ở trong. Thì vô cái hai ông hỏi, ủa hai đồng đạo đi đâu đây? Nói tôi bữa nay ở trên, ở trển đi xuống xuống đây, đi tới thăm trước thăm Đức Thầy sao, có chuyện muốn hỏi nhờ Đức Thầy giải đáp giùm. Hỏi có chuyện gì đó, Đức Thầy đang ngủ rồi, ngủ trưa rồi. Có gì thì ông nói đi rồi tôi biết là tôi nói hoặc tôi sẽ trình lại Đức Thầy. Cái hai ông đi, ông nói, Đức Thầy tôi đọc giảng Đức Thầy dạy là chai bốn bữa ấy là quy tắc của cái khùng chỉ giác chúng sanh đó. Mà anh này, cái ông kia ông nói, nhưng mà tôi muốn ăn chay trường. Chứ tôi không muốn ăn bốn bữa, bây giờ tôi muốn ăn chay trường. Mà thì anh này anh nói là tôi nếu mà Đức Thầy dạy bốn bữa mà tôi ăn chay trường là nghịch ý Đức Thầy, trật tội không được. Thì cái ông mà phục vụ Đức Thầy đó cũng nói đó, đúng rồi, Đức Thầy dạy sao làm vậy đi, Đức Thầy biểu sao làm vậy, đừng có làm sai, bốn bữa cứ làm bốn bữa đi. Đâu có hay rằng Đức Thầy đi ra, Đức Thầy chỉ cái ông mà phục vụ đó, cái ông mà canh cho Đức Thầy ngủ đó, đây nè, giáo lý hiểu thì nói, không hiểu thì hỏi lại, đừng nói sai cái giáo lý. Cái đó là tôi chưa hề cấm ăn chay trường. 4 ngày đó là chỉ lên vô cái lớp 1 đầu tiên thôi. Chứ còn ăn, ai ăn được khả năng nào thì Phật cũng không ai ép ai ăn chay, mà không ai suối ai ăn mặn, ai được trình độ nào thì người ta thăng tiến, người ta tới đâu thì tốt. Chứ đừng có nói là 4 ngày nha. Cái đó là Đức Thầy chỉnh liền. Quý vị thấy không? Thì cái đó là gì? Cái đó là tùy duyên mà quá độ. Thì ở đây cũng vậy. Đức Thầy nói là cái tín đồ Đức Thầy là những cái người mà còn cư sĩ tại gia, chưa phải là xuất gia. Cho nên cái mà ăn trường chay đối với họ nó còn mới lạ lắm, mà nó còn khó lắm. Vì đa số phải đi làm lụng vất vả này kia rồi. Mà hồi xưa người ta quan niệm ăn chay không có sức. Chứ đâu biết là trong cái protein của cái đồ ăn chay nó đâu thua đồ ăn mặn đâu. Đó. Thành ra là ở đây chưa có làm được cao thì Đức Thầy cho thấp vừa vừa, hạn chế bớt. À, giống như là chưa ăn chay được thì là ăn 4 ngày đi, rồi từ từ. Thì ở đây đừng có dựa vào cái lý vật dưỡng nhân mà mình sát hại nó một cách vô lối. Chưa ăn được trường chay vẫn ăn được cái này, đừng có nói là nó không có tội, nhưng mà nó cái đó là bước đầu tiên, bước vô để rồi sau này từ từ mình sẽ lên trường chay. Chứ còn nếu mà bây giờ mà mình nhất là giết nó mà một cách quá đáng là cái gì? Chiều nay ăn cơm rồi, sáng ăn cơm rồi, chiều mới ăn rồi, hồi ăn hồi 4-5 chiều mới ăn cơm rồi, no rồi. Cái tự nhiên cái là tôi thấy cái ông mà cái gì cái ông để kiếm cái ông nào đây, ở thôi cái ông Minh Mang Buồn kia, ổng lại cái nay ông Tư, mấy hôm nay tôi lâu quá không lại thăm ông, bữa nay lại thăm ông, tôi có đem theo ông xị rượu này, ông kiếm gì mình làm mồi mình chơi chút ra chút đi nhá. Thì là chỉ là sao cái đi lang thang sao thì gấp đúc buổi chiều gà nó túc cho ăn này kia cái đấy, chỉ đây con gà này có lý là chơi cái này đi, là mình sẽ phải làm này nè, là chỉ rồi. Thì nể nang bạn bè thì mình phải kêu con cái hay là vợ mình nó mới ra, ôi anh Minh Mang Buồn anh lâu anh lợi muốn vậy thì thôi mình bắt con gà này mình làm đó. Rồi cái ăn mới ăn cơm buổi chiều đây, đâu phải là đói mà ăn đó, là tại vì cái này cái ông này ông lợi ông ấy, mình lợi cái bắt đó để mà nhậu, mà nhậu những gì thì uống một chút xíu là xỉn rồi, mà còn con gà đem ra nó giết nó mà mình ăn không được cái gì hết trơn trọi đó. Thì cái giết một cách quá đáng đó là những cái đó đó, thì chúng ta cũng Đức Thầy dạy là những cái đó là những cái đó còn tội hơn là những cái mà chúng ta giết chúng ăn thịt, là tại vì cái kia dầu sao cũng gọi là nhu cầu ăn, còn này giết mà để mà không ăn giống như chặt cá chơi vậy đó, chặt cá rồi cái nên cho bỏ bắn chim mà bỏ vậy, chẳng cái đó là giết hại một cách quá đáng, không có nên xét sanh cái đó. Chỉ cần dùng nó vừa đúng theo sự nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, mà không nên hoang phí hy sinh nó, nếu sự hy sinh ấy không ích lợi cho mình lắm. Đó. Cái đây là những câu này đều là những câu tùy duyên của Đức Thầy thôi. Nếu mà chúng ta tu hành á, chúng ta đừng có nên căn cứ vào những cái câu này để mà mình bào chữa lấy mình. Đây là Đức Thầy mở ra một cái, đưa một cái nấc thang xuống dưới để từ từ chúng ta bước lên. Chứ chúng ta đừng có thấy mà mình ở mức đó, rồi người ta ở mức trên,
rồi cái mình nói người ta này kia là thế này thế kia thế nọ, hoặc là ngay cả đi ngược lại, ngược chiều lại, mình ở mức trên thì mình nhìn xuống mình phải có lòng từ bi hỷ xả, mình thương xót cho bạn của mình, đồng đạo của mình chưa được sáng suốt, chưa được cái thuận tiện để trường trai, thì mình cũng khuyến tấn làm sao để từ từ người ta đi, chứ mình đừng có chê trách. Chứ tu hành gì 30 năm 70 80 năm rồi mà cũng còn ở mặn hoài vậy, làm sao sách sanh là đọa địa ngục đó, nó thiệt à. Nói kiểu nó thì là thôi rồi, không có nên. Thành ra mỗi cái mà mình, khi mà mình ngay cả mình thuyết trình cũng vậy, mà mình thuyết pháp cũng vậy, mình nói chuyện cũng vậy, nó có những cái mà cái cung cách của mình nói, cái phương xảo minh của mình, là cái ngôn từ của mình nói làm sao để cho người ta nghe, để cho người ta sửa. Chứ mình mà mình nói mục đích mình tránh á, cùng mục đích thôi, nói để cho anh đó anh làm tốt hơn, mà mình nói đó một đàn nói thì anh đó anh nghe ok, anh này nói cái đấy tôi sẽ cố gắng, tôi là còn anh kia anh nói mà cái kiểu mà xài xẻ người ta, thì bởi vì người ta còn yếu còn dở cho nên người ta mới chưa ăn trường trai với mình, mà mình nói xài xẻ vậy thì là thôi, là coi giống như là mình xúi người ta nói thôi kệ anh nói hả, tôi không cần, tôi ăn mặn hoài. Thì cái đó là một cái là rất là trong cái cách mà nói chuyện của mình cũng nên lựa cái cách nói như vậy. Nhất là chẳng khá, đây nè, chỗ này nè nha, nhất là chẳng khá giết các thú vật trong khi tế lễ. Đây, cái câu này đây. Chính cái câu này mà hồi xưa lúc tôi còn nhỏ, mà tôi nhìn thấy mùng 5 tháng 5 là tế chiến sĩ, mùng 10 tháng 5 là tế thần Đình Hòa Hảo. Bởi vì chợ đường tắt đi xuống thì có cái Đình Hòa Hảo liền thôi, rồi như là cái tế chiến sĩ kế bên, cái đại chiến sĩ hồi xưa kế bên có đại chiến sĩ, sau này phá ra làm cái trường trung học gì đó. Trời ơi, cái tế chiến sĩ một cái nó heo, nó giết quá trời, là không biết bao nhiêu mà nói. Rồi cái tế thần cũng vậy, là làm nguyên có con mấy con heo quay đồ khiêng mà để hàng. Tôi thấy tôi bất nhẫn quá, nói thiệt. Rồi ngay cả hồi xưa mà cái ngày mà gọi là cái ngày cúng Quan Thượng Đẳng Đại Thần á, cũng chơi mặn luôn, cũng heo luôn. Khi mà tôi qua Mỹ này, cái này tôi không phải nói mà một cách tự hào đâu, nhưng mà thật sự qua bên Mỹ này đó, có những ông già cúng cái ngày giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Đức vẫn còn cúng mặn. Mỗi mà lần tổ chức vậy, cái mấy ông hồi ngồi lại thoảng cách nhỉ? À, bây giờ mình cho năm nay mình cúng gì, cúng mặn hay cúng chay, cúng mặn chay. Ông ấy thì nói bây giờ nó móc ra 20 bạc, cái ông đây này hồi xưa cũng lớn á, 20. Bây giờ đó ra đây nè, bây giờ mấy chú mà bây giờ nó làm kỳ này mà cúng mặn đó, thì tôi hùng 20 để mua heo, mua đồ đó, phải không? 20. Còn bây giờ nếu mà cúng chay, tôi bỏ vô. Đó. Tôi bèn nói tôi lấy 20 đồng bạc của ổng vô, tôi đưa lại cho ổng nha. Tôi nói cậu Sáu, ông cầm 20 này ông bỏ vô bóp đi, và kỳ này đó ông đừng có tới hậu quán, tôi cúng chay. Tôi nói luôn, quyết định cúng chay, không cúng mặn. Nhất định là không cúng mặn nữa. Thành ra là những cái đó là mình khi mà mình đọc giáo lý Đức Thầy đó, mình đừng có ngoại trừ cái đặc biệt gì. Cha tôi hồi đó, ông thần hồi đó, ông còn ăn mặn. Bây giờ cha tôi hồi đó khoái ăn thịt heo quay. Cha tôi hồi đó thích con gà xéo phay. Cha tôi thích là mà nấu canh chua cá lóc thì kia chẳng hạn. Cái tư tưởng đó là tư tưởng của cái người chưa hiểu đạo. Tôi nói này, tôi chịu trách nhiệm trước thiên liêng. Cái đó mình phải thẳng thắn như vậy. Cái đó là mình cái đó mà nhất là những người nào mà mình có cái trách nhiệm trong đạo nha. Cái này tôi xin góp ý với quý vị nào mà có cái trách nhiệm trong đạo đó. Bởi vì một người tín đồ bình thường, anh nói cái điều đó, anh làm điều đó, thì người ta chỉ nghĩ anh là một cá nhân, người ta không quan tâm đâu. Còn bây giờ, chẳng hạn bây giờ tại hậu quán tôi, mà tôi cúng mặn, người ta nói là ô, như vậy thì là cúng người chết vẫn còn cúng mặn được vậy. Chẳng hạn như bây giờ ngày cúng cửu quyền, Đức Thầy nói là có chưa cúng lấy ha, mình ăn cơm có chưa cúng lấy ha, mà bây giờ mình đưa chơi đồ mặn vô trong đó nữa, tôi lãnh cái trọng tội rất là lớn. Là tại vì cái hành động của tôi khiến cho người ta hiểu lầm rằng
Bây giờ đó, cúng cửu quyền vẫn còn cúng đồ mặn được, hay là đám giỗ vẫn còn làm mặn được, người ta tha hồ, người ta làm. Tại vì tôi làm hội trưởng, tôi là cái người chịu trách nhiệm đạo, mà tôi làm vậy người ta nghĩ cái đó làm nó không có sao. Người ta làm bao nhiêu nghiệp đó tôi phải làm. Cái đó là, thành ra cái đó là tôi xin, bởi vì cái mình là cái người, những người mà có trách nhiệm ở trong đạo, hay là mình là người tín đồ lâu năm, uy tín chẳng hạn, không cần phải có giữ trách mà chức vụ đâu, mà mình là cái người mà nhất là đi thuyết đạo nữa chẳng hạn, thì phải tránh trường hợp đó. Không bao giờ vô vi gì cái này, không có thể nào mà tha thứ cái này được hết. Cái đó là cái mà tôi, cái gì mà làm gì làm chứ, cái đó là không thể nào mà mình không có nên làm. Cái đó là rất là tai hại, tai hại lắm kìa. Người ta tưởng rằng khi mình phạm tội với thánh thần, trời đất có thể sát sanh hại vật cúng tế, cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm quyển hoặc, vì đứng vào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Thấy rõ ràng chưa? Cũng như là chúng ta nghe nói ông thần, phải phân biệt thần tà thần khác, và thần mà chư thần là kêu mà chư thần ma mà gì, chư thần ma mà xuống gì bén gót là theo thầy dìu dắt chúng đồng cai vậy đó. Đức thầy kêu chư thần mà ở trên năm non bảy núi, đây là những cái vị mà thị hiện, Bồ Tát thị hiện không đấy, chứ không phải thường đâu, chứ không phải là mấy ông tà thần thư tà thần đâu, không phải đâu. Nhưng không phải mà cái ông thần mà uống máu này kia, không phải đâu. Đây là thần, này là những ông thần chân chánh. Thành ra mình thờ là thờ ông thần chân chánh, mà mình lại cúng kiến, mình cúng cho ông tà thần, biết ông tà thần ông mới ăn. Như vậy thì mình có nghịch lý hay không? Nó thành ra là Đức thầy mới dạy là nhắc, Đức thầy nói rất là mà khẳng định, quyết khẳng định rõ ràng là sự tin tưởng ấy rất sai lầm quyển hoặc, vì đứng vào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Có lý nào vì ông ham ăn đồ này mà ông phạm luật cái thiên đình sao? Cái đó là mình xúi mấy ông phạm tội sao? Không có nên. Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, con người phải chịu thuốc không chịu thuốc than, khẩn vái Phật trời cầu cho tai qua nạn khỏi, lại giết các thú vật tế thần cúng thánh, kêu cốt kêu đồng. Đây là những cái tệ trạng Đức thầy đã bài xích nó rồi, chúng ta phải nhớ cho kỹ. Họ không chịu tìm nguyên nhân các sự quản quả, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra đều do căn tiền báo quả hậu, và không chịu ăn năn chừa lỗi tạo phước điền, tạo tác phước điền. Đức thầy chỗ khác Đức thầy cũng nói vậy, rủi ống đau bởi tại căn tiền, bởi hoặc hiện kiếp làm điều báo ác. Cái con người của mình nó thân tứ đại, đất nước gió lửa hiệp thành, cái cuộc sống của mình được duy trì cũng do mượn đất nước gió lửa. Mà bây giờ nếu mà mình mượn nó mà mượn thiếu thì cũng không được, mà thừa cũng không được. Mượn mà mình mà ăn mà mượn đất nhiều quá, ăn nhiều quá thì nó phát ách, thì nó bị bao tử. Mình ăn yếu ít quá đó thì là nó lại đói, nó cũng bệnh. Rồi bây giờ mình mà nếu mà mình mà mượn gió nhiều quá đó, ít quá đó, thì là cái mình mà mượn cái lửa ít quá đó thì nó lạnh, lạnh cũng bệnh, mà nóng quá cũng bệnh. Rồi bây giờ cái nước cũng vậy, nó mình nên nước mình nó mình đi mà bài tiết ra ngoài nó thiếu nước thì mình mượn nước vô, mình nhiều quá mình phải phát ách. Mà không có nước vô thì mình chết khác, nó cũng không được, mà phải quân bình. Cũng như là mượn gió vô thả gió ra, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Nếu mà mượn không đều, mượn vô mà nó mượn vô rồi trả ra rồi mà nó không mượn vô, nó không cho nữa thì ngẫm thôi đó. Thành ra là cái này đó mình phải hiểu là cái tứ thời cảm mạo, cái là khi nóng khi lạnh, xuân hạ thu đông, nó trời đó gió là nó nghịch thường. Thành ra cái thân thể của ai cũng phải bị phạm mà vào cái bệnh hết đó, đó là cái để đương nhiên. Còn ngoài ra một cái bệnh là nó bệnh gọi là bệnh nan y, bệnh đó là mình không muốn mà nó vẫn có, đó là do cái căn tiền của mình, do cái nghiệp của mình. Đó là những cái bệnh mà chúng ta biết là có những người mà chẳng hạn vừa sanh ra thì có những cái đốm đét này, cái những cái đó mình không phải mình dám coi thường, nhưng mà cái đó là chứng cái để cái tiền kiếp mình đã tạo cái gì thì bây giờ mình phải trả cái đó. Cái đó là Đức thầy cũng dạy mình, đừng có khi nào mà mình đau yếu mình nó cúng kiến. Cái đó là mình cúng kiến gì vậy, là mình ông Phật, cái mình biến ông Phật thành ông thần rồi. Ngay cả những cái
ông thần, ông Phật là chỉ cho mình cái con đường, ông Phật cũng chỉ cho mình cái con đường đi giải thoát, ông là đạo sư, chứ không phải là ông phù thủy. Ông không có làm bệnh cho mình hết bệnh đâu, mà mình ông chỉ cho mình đi giải thoát thôi chứ. Rồi cái đau cái đem lại nãy chuối chuối cái mà mấy cái rồi gà vậy thì cái lại cúng để mà cho con tôi nó hết bệnh này kia, thì cái đó là mình, cái đó là mình mang cái tội mình mạ lị ông Phật nữa. À, bởi vì mình biết ông Phật thành thành cái ông mình hối lộ ổng rồi, mình muốn cho ông tham nhũng sao, phải không? À, cái đó là cái mà không có nên, mình làm cái đó là điều sai, không có nên. Họ báo hậu trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác lúc họ chưa đền bồi các tội ác trước được. Đấy, mình làm con người sanh ra đang bàn về đạo nhân nhé, thì mình phải trừ hết nợ thì mình mới là lành làm giàu. Mà mình lấy cái nợ cũ mình chưa trả hết, bây giờ mình dai thêm cái nợ mới nữa, thì đứa đó nghèo cũng càng nghèo hơn, chứ làm sao mà được trở thành ông triệu phú được. Là tại vì khi mà mình, thay vì mà mình làm là mình đừng có sát sanh hại vật, mình làm phước làm dân để mà mình trừ tiêu những cái nghiệp nợ của mình hồi trước mà mình đã không làm, rồi bây giờ mình còn giết thêm sanh vật nữa, đứa mình tạo thêm cái sát nghiệp nữa, thì nó nghèo, nó còn nghèo hơn nữa, làm sao mà trả hết nữa. Thành ra là chưa có trả hết cái tội ác cũ thì mình lại dai thêm cái tội ác mới rồi. À, chẳng những vậy thôi, họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, cái này Đức Thầy nói tôi đó, à, kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước, họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sanh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Cái đoạn này Đức Thầy dạy thì tôi nghĩ rằng ai nghe cũng hiểu hết. Mà nếu mà mình thấy mắc kẹt cái nào trong này thì làm ơn bỏ đi. Nói thiệt là hồi xưa mà nếu mà cái ông nào mà có chút mà là quyền quy này kia, là có xe riêng hay là súng riêng này kia, là thế nào ông dính mấy này nè. Dính hết mấy ông lính tráng này kia, ông nào ông dính hết trơn cái này đó. À, làm bia là rồi bắn đố nhau nói cái cá nhau nhậu nó, bây giờ bắn mà rồi sau này nó đỡ cái là bắn hộp lon nhôm á, bia đó chẳng hạn, bây vô 2 ổ đạn 12 viên dựng lên 10 cái hộp bia. À, bây giờ bắn anh nào mà bắn mà rớt nhiều lon thì anh đó là thắt chẳng hạn, là đãi bia uống đi chầu nhậu thì chẳng hạn, nó đỡ. Còn hồi xưa là bắn chim không mà bắn ra bắn cò đó. Cò chim nhiều lắm hôm đó, đó. Thành ra là cái đó là cái mà chúng ta quên đi, nó là sinh vật. Lúc đó không biết đạo quý vị ơi, chưa biết đạo nhiều đâu. À, chưa có biết, mà nhiều khi biết mà quên, lúc đó quên là hứng là quên đi. Có cái phương tiện trong tay là quên đi. Thành ra quên rằng nó là mình. Hồi đó chưa biết hiểu nghĩa đó, là chưa hiểu nghĩa là khi mà mình, câu Đức Phật nói là bây giờ mình đang đi trên con đường, mình cúi xuống, mình quẹt cái ngón tay mà xuống dưới đất, thì mình giơ cái ngón tay mình lên, mình thấy bụi cát dính trên tay mình chứ gì. Đó là xương thịt của mình đó, trong đó có xương thịt của mình trong đó. Là tại vì mình đâu phải kiếp này mình làm người mới đây đâu, mà nhiều kiếp tiền kiếp trước nó đã bao nhiêu lên xuống rồi. Mình làm người có, làm thần có, lên trên thiên đình có, rồi làm tiên có, rồi xuống, rồi nó hết phước trở xuống làm người, rồi cái làm ác cái xuống địa ngục, nó ngạ quỷ, rồi súc sanh, lên xuống không biết bao nhiêu. Vậy cái thân xác của mình bỏ thì cho bụi nó hoàn về, cho đất cát nó trở về đất cát, cát bụi thôi. Thì trong cát bụi đó mình bao nhiêu triệu kiếp, giống như Đức Thầy nói là phải chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại đó, đâu phải mình sanh ở trên đất nước Việt Nam không đó, luân hồi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thì là tất cả nơi nào cũng có xương thịt của mình ở đó. Mình quẹt xuống thì có những lúc mình là con vật, mình con chim con cò, con chim con cò, con nhái con cóc, tất cả những cái đó nó có thể là gia tử, nhưng mà gia thê của mình là chồng vợ chồng con ông bà cha mẹ có nhiều đời nhiều kiếp, mình làm sao biết được. Hồi đó mình đâu biết đâu. Nếu mình biết được cái đó, không ai nỡ đành cái con này hồi xưa nó từng là cha mình mẹ mình, thì không ai mà dám ăn nó được. Nó thiệt, vì hồi đó mình không biết. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc trâu bò ngựa chó mèo chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sanh hoạt hàng ngày. Những cái con vật này đó, ngoài cái sự giúp ích nó, mà ngoài cái sự mà giúp ích gia đình của mình đó, trâu bò ngựa chó mèo đó quý vị thấy không, có một cái điểm, nó có sức mạnh để nó làm, nó phục vụ cho mình,
nó lo cho công cuộc gia đình cho mình, nhưng mà nó cũng có tình cảm giống như con người. Nó cũng có chồng, có vợ, nó cũng có sinh lý, nó cũng có sanh con, đẻ cái giống hệt như con người của mình. Khi mà con bò mà mình sắp đem ra mình giết nó chảy nước mắt. Con chó mà mình đá nó, mình đánh nó giờ rồi, mấy ngày đi nữa nó vẫn trở về nhà mình. Tôi nói thật là đối với tôi đó thì con người chúng ta chưa trung thành bằng con chó đâu. Cái sự mà trung thành của một con người không bằng con chó. Thành ra là mình phải thấy nó điều những cái điểm đó mà mình không có nên biết được cái đó là mình. Chính vì vậy mà Đức Thầy mới trong 8 điều răn cấm mà Đức Thầy đặc biệt nhấn mạnh những con đó. Không phải Đức Thầy chỉ có cấm mấy con đó đâu, mà vì chúng ta còn là cư sĩ tại gia, cái đường tu chúng ta còn cản trở cho nên giảm bớt thôi. Chứ đúng ra là tất cả đều không nên ăn sinh vật, vì nó cũng là có cái mạng sống giống như mình. Nó cũng có tình cảm gia đình, vợ con của nó cũng buồn rầu, buồn vui, nó biết chứ. Tất cả những cái nó biết hết. Thành ra là mình biết nó cũng là con người giống như mình. Thì thôi đừng, hãy tha cho nó bớt đi, đừng ăn nó. Tóm lại không có sự sát sanh nào vô cớ mà có thể tha thứ được trong những ngày chai lạc, hãy cử hẳn. Đó là cái lời dạy mà sau cùng của trong cái bài mà sát sanh của Đức Thầy. Thì tôi xin chấm dứt bằng một cái câu chuyện Đức Thầy một ngày nọ, Đức Thầy xuống tổ đình, đi xuống thấy cái gia đình đó đang đánh cá, cái mùa cá linh xuống mà. Vào cái mùa đâu cũng tháng 5, tháng 6 gì, cái nước đổ trên Campuchia đổ xuống. Thì nhiều khi người ta biết không quý vị, đáy người ta đăng ở ngang cái sông của dòng sông Hòa Hảo đó, từ Tân Huệ nó đăng qua, nhiều khi là tàu chạy mà không còn cái chỗ đường chạy đó. Nó đăng xéo nhau rồi đáy là người ta đóng đó, người ta bắt cá. Coi giống như là nó khó con nào lọt qua được. Đức Thầy bước xuống sông thì thấy gia đình người đó đang ăn cơm. Đóng đáy là người ta mới là vô bờ người ta ăn cơm, trong khi chờ kéo cuốn cái đáy lên đó. Đức Thầy xuống thì thấy hai gia đình đó đương ăn mà ăn chay. Đức Thầy nói, ở bữa nay ông bà ăn gì đây? Nó bạch thầy, bữa nay tụi con ăn chay thầy, bữa nay ăn chay. Ông nói vậy hả? Thôi bây giờ thầy cho ăn mặn đó. Nhưng mà bữa nay nghỉ một bữa đừng có đánh cá đi, thầy cho ăn mặn đó. Qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy Đức Thầy tùy duyên tới cái mức độ đó. Là tại vì ăn chay là sát sanh. Ăn mặn là sát sanh, ăn chay là không sát sanh. Mà chúng ta ăn trong một cái bữa cơm đi, chúng ta sát sanh chừng hai con cá, gồm một con vịt, một con gà, một sanh mặn thôi. Trong khi đó thì sát sanh mình đóng đáy đó, mình bắt bao nhiêu con cá, sát sanh hàng trăm, hàng ngàn con mỗi ngày như vậy. Thì thà là hy sinh, Đức Thầy cho giết một con mà cứu được cả ngàn con khác. Cái đó tức là sát nhất miêu mà cứu vạn thử đó, cũng trong cái ý nghĩa đó. Thành ra là cái này là chúng ta cũng thấy rõ là Đức Thầy dạy đạo đó. Khi mà học giáo lý của Đức Thầy chúng ta phải biết cái chỗ nào là cái tùy duyên. Mà nhiều khi là đạo đó nó lại gọi là nó giống như là cái gọi là nó cái phương tiện mà giống như cái câu mà Đức Phật nói là 49 năm ngày đi truyền pháp mà cuối cùng ngài nói là 49 năm Như Lai không nói lời nào. Là tại vì Phật pháp đó, nó hiện hữu trước mặt mình lúc nào cũng hằng hữu, mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Cho nên Đức Phật nói những cái lời nói của Đức Phật đó, nó là phương tiện để chỉ cho chúng ta thấy cái gì mà chúng ta không thấy thôi. Cái đó là nó là tùy duyên. Cái đó là cũng phương tiện là gì? Phương tiện cũng là tùy duyên, để mà tùy hoàn cảnh nào mà để nói. Cho nên là pháp không có pháp chết, mà pháp là phải luân lưu, pháp là tùy hoàn cảnh nhưng mà bất biến. Cái cuối cùng là cũng phải đi tới cái mục tiêu, nhưng mà nó phải tùy duyên, mà nó hòa hợp với, phải hợp với cái căn cơ, cái trong cái hoàn cảnh nào để mà chúng ta ứng dụng nó là vậy. Thì hồi nãy thì rất tiếc là không có đồng đạo Vĩnh Bình, Hương mà Hồng Quang gì hết á. Bữa sau yêu cầu quý vị vô sớm chút xíu, cỡ này lão huynh tịnh thiền tôi bệnh hoạn ốm đau hoài, còn tôi thì cũng khàn tiếng rồi, thành ra là quý vị cũng thương cho, dù sao đi Hồng Quang cũng còn nhỏ tuổi hơn tôi mà, ít nhất cũng phải vài ba năm, thành ra là
thương giùm những người già già rồi, nó yếu rồi, thành ra là vô chứ để cái room mà trống trơn rồi, không lẽ đọc giảng hoài, thành ra thôi tôi cũng lên tôi nói vậy thôi. Bây giờ thì mong rằng trong khi tôi chia sẻ có cái điều gì mà còn thiếu đó, mà chắc chắn còn thiếu, thì Hồng Quang, Tịnh Thiền, anh Vĩnh Bình hay bất cứ đồng đạo nào, đối với tôi thì khi mà quý vị góp đóng góp đó là cả một cái sự hoan hỷ của tôi, vì tôi có cơ hội tôi học hỏi thêm nữa nha. Đây là tôi xin A Di Đà Phật rồi đó, xin trao mic lại cho MC Duyên Dáng Tây Nhân Ô nha. Ok, mời.